Dạ, Lò Gàn Tấm Cường xin mến chào cô chú anh chị. Thì bữa nay mình tiếp tục mình ra cái búa cho em ở Sóc Trăng. Thì cũng như ngày hôm qua mình đã nói, đã định bữa nay là làm búa, bữa nay chủ nhật cô chú anh chị buổi sáng nha. Bữa nay có nắng rồi cô chú anh chị. Bão qua rồi ha. Có nắng lại rồi. Rồi thì bây giờ anh tiến hành vô con sẽ làm cho rồi cái nay cho là bữa nay thì cái búa làm chắc rồi sớm. Dạ. Giờ đây con cũng có đục cái lỗ nó rồi thì bây giờ mình đập ra thì nó cũng lẻ thôi. Nhưng mà đây con đã vô lửa rồi nè. Nãy giờ đốt nấu nước rồi mình vô lửa luôn ha. Đó. Thì đây tiến hành giờ mình vô mình đập, mình sửa lỗ tông cái mình đập luôn ha. Đó, về vô mình sửa lỗ tông rồi xong mình đập luôn. Rồi bữa nay anh làm búa cho em Tâm ơi, tại vì em cũng em Tâm này, nói chung em trai này cũng yêu cầu lên cái clip này cho em làm kỷ niệm, để cho em làm kỷ niệm ha. Thì nay tiến hành đặng mình làm luôn, vô cho rồi luôn. Rồi thì bây giờ con tiến hành con làm của chú anh chị. Bữa nay là chủ nhật, ngay cái nếu làm rồi ngày mai đóng hàng đi luôn, mai có đi được mấy đơn không biết. Dạ. Chung ở đây anh em nào mà muốn đập đồ thì muốn quay video lại đây em vẫn quay quay lại ha. Quay nói chung quay gửi riêng á. Tại ví dụ bữa nay là ra cái búa, ngày mai nó đâu có ra cái búa nữa. Thì cái đó con quay con sẽ gửi riêng. Riêng cá nhân thôi. Nhưng mà riêng cá nhân là con quay dài luôn nha. Quay ví dụ thường thường mình quay 20 phút, 30 phút, 1 tiếng đi. Cá nhân quay khoảng 1 tiếng ngoài. Gửi thoải mái luôn. Mặc sức mình coi. Đây vô tư. Con làm nói chung theo khách hàng muốn gì thì mình làm, mình đáp ứng được. Nhắm khả năng mình có thì mình làm. Dạ. Chắc ở đây chắc có mình con thôi chứ không có ai vậy. Ôi mệt quá. Bây giờ tiến hành vô đập đầu luôn. Thank you.
Rồi thì bây giờ anh tiến hành sửa tay của chú anh chị ha. Dùng dấu má tùm lum hết trơn. Quá sáng ngày hầm quá. Đầu búa này là 600 nghe k cái chú anh chị ha, có nhiều loại cao hơn nữa nha, 600 k, 750 k, 850 k, 1,2 triệu cũng vẫn có, mà 300 k cũng có, mà 250 cũng có, chứ đừng có nghe con nói báo 600 k nghe giật mình, hay hoặc là ấy về cái nói ấy cô chú anh chị mình ngán. Có rẻ hơn nha, mình xài ít hơn chắc thì nó giá nó rẻ hơn nữa, có nha. Ở đây con đủ dạng hết trơn. Ôi, sửa mấy lửa nữa. Ôi, rồi bây giờ mình sửa mình đập đồ nó được về cô chú anh chị ha. Đó, tiến hành bây giờ mình đi tru già ở bay lộn đi làm nguội giết rồi làm giết quỷ quán này. Đó, mài hai cái này, hai cái cạnh này mài vô ha, hai này cạnh này mài vô góc này mài lên, rồi xong xuôi đây đóng dấu luôn, rồi đóng dấu trên đầu luôn, rồi tiến hành để con làm cho cô chú anh chị ơi. Đặng trưa trưa chút xíu, đặng chiều chiều chứ còn đi vớt ba cái cây lên đặng làm cán nữa. Lúc này hơi cạn rồi, cạn cây rồi, tại con ngâm cây nay hồi cơn bão số 9 tới giờ cây nay tuột vỏ hết trơn rồi, dù u là con ngâm hết trơn đó. Giờ lại trưa chiều chiều rồi cái đi vớt cây, rồi sẵn quay cho cô chú anh chị mình xem chơi luôn ha. Dạ. Ôi cô chú anh chị ơi, thì bây giờ mình đã làm nguội xong rồi cô chú anh chị, bây giờ tiến hành tru già luôn ha. Đó. Cái này làm theo kiểu truyền thống nha. Cái này nó vẫn còn cái dấu búa ha, dấu búa mình đập trên đây nó vẫn còn nha. Đó. Không có mài cái bề này ha, không có mài luôn. Đó. Tại muốn mài này cho để có đóng đinh đóng gì đóng vô niêm vô mộng gì đó, ví dụ mình làm nhà làm cửa gì mình đóng cho đừng có tẹt ha. Đây mép mình rất là mỏng nha. Đó. Rồi, thôi con tiến hành chú già. Dạ, cô chú anh chị ơi, thì bây giờ cái búa mình đã làm xong rồi ha. Thì bây giờ để con tiến hành con đi cân coi nó được bao nhiêu. Cái búa này chắc dao động có 800 gram ạ. Búa này mỏng lắm nha. Cái này đem đi đốn tre đồ chịu không xiết đâu nha. Tại em này là đặt để nó đốn cây tươi ha. Đó, cây tươi thì bao đốn, đốn cả ngày luôn, không sao. Đốn quanh năm suốt tháng rồi không sao. Mà đem đốn tre là cũng phải để ý nha. Để đốn tre phải mài cái mép lại như con nói hồi lúc trước ha. Đó, mài mép cho nó hơi đứng chút xíu là nó đốn cái tre nó không ấy ha. Đó.
thì nó được là 825 gram, thì 800 gram đi, tính vậy đi cho nó dễ. Ở nhiều cô chú anh chị mình nói tại sao cái búa bự vậy mà sao mà đốn tre là không được. Ở nhà tôi có cái búa nhỏ hơn nữa, chừng 500 gram thôi, mà sao tôi đốn tre gầm gầm chặt xương đùng đùng. Dạ thì con cũng xin thưa với cô chú anh chị mình rằng cái búa đốn tre và mình làm cái mép nó khác, mà cái búa đốn cây, búa đẻo rồi mình xài, ví dụ như là quan trọng là khi đặt á, mình nói là cái búa để xài cái gì nha. Nhiều khi nó ở cái dao sâu mà nó dày quá 700-800 gram mà sao chặt củi, chặt củi nhãn đồ, chặt tre không được. Thì cô chú anh chị mình muốn đặt con dao khoảng bây giờ 400 gram đốn tre con vẫn làm được nha. Nếu đốn tre mẻ thì đây con chịu, nó gớt con chịu nha. Còn cái mẻ thì chắc phải mẻ rồi, tại vì cái mẻ là cái mẻ lỗ nhỏ nhỏ kêu bằng mẻ ha. Còn cái gớt là nó gớt chừng 2 phân đủ lên là kêu bằng gớt ha. Đó, nếu gớt là con đây là do thợ trui ha. Đó, như cái búa cũng vậy, ở đây mà tự gốc này nó gớt qua đây vậy, cái là nếu vậy là con cũng đây vậy, con cũng là do con, thì con đây con phải chịu trách nhiệm ha. Còn cái chuyện mẻ 1-2 lỗ nhỏ thì chặt cái đó không, con không có bảo hành nha. Ở đó nói chung cả nước Việt Nam mình á, cả 10.000 cái lò rèn không ai bảo hành vụ đó ha, tại vì bắt buộc nó già nó mới bén mà hả, nói nhưng mà mình xài đúng công chuyện mới được đó. Thì con cũng nói cho cô chú anh chị mình cho nó thông như cái phản đó luôn ha. Nhiều khi cô chú anh chị mình nói thắc mắc tại sao búa bự gì mà đốn không được, thì cô chú anh chị mình cứ đặt đặt búa gì đốn gì. Ví dụ như cô chú anh chị mình đặt cái búa 500 gram đốn tre hoặc chặt xương thì con sẽ làm cái búa 500 gram chặt xương, nhưng cái búa này là 1 ký hoặc 2 ký để đẻo là bây giờ đem chặt xương chặt cũng không được luôn. Nó là quan trọng là cái mép của ngoài này đây, nó mỏng dày, nó mép của nó đây đó, là mình đốn cây không được ha. Bây giờ cái búa này 2 ký nữa mình đốn tre cũng không, đốn tre cũng không được nữa ha. Đó là quan trọng, tại cái búa này mình nó để xài đồ tươi thì mình làm theo kiểu khác ha. Dạ thì đây thì mình cũng lấy 1-2 miếng giấy mình test sơ sơ, mình cắt chơi giấy tiền giấy thùng ha, loại giấy này giấy thùng thùng C2 đó đó, mình cũng cắt nhẹ nhẹ chơi thử 1-2 nhát chơi thì đó, búa này vẫn bén ok ha. Đó, nó bén, cái đầu bén của nó thì nó vẫn có ha. Đó. Rồi mình thử nhiêu thôi, rồi mình đẻo 1-2 nhát chơi. Đây cây dù u mình đẻo thử ha, sẽ mình đẻo 1-2 nhát rồi chơi thử thôi. Thì nó không có kén mà đâu có chặt được đó. Nó của chú anh chị mình chỉ cầm ở tay không à, không có cán này, không quay, không có chặt được ha. Đó. Thì cái búa này nói chung mình làm mỏng mép thì anh em đặt sao mình làm vậy của chú anh chị, thì thôi cái đó cũng test cái gì, chặt chơi 1-2 nhát gọt gọt chơi, chứ đây con hàng này cũng bao mà đâu có sợ ấy. Đó, nếu nó gớt ngang một đường á, thì đây con chịu trách nhiệm ha, và nó non á, thì đây con cũng chịu trách nhiệm ha. Đó, nếu nó gớt ngang á thì đây con đổi cho cô chú anh chị mình một đổi một ha. Đó, còn nếu á nó non thì gửi qua đây con chui lại tiền phí đi xử lý về là con chịu trách nhiệm, khỏi tháo cán này ha, cán đóng qua đây luôn, con tự bảo quản luôn ha, con trui con tự bảo quản lên con thì khỏi cứ đừng có tháo ra. Nó lỡ có vô keo vô gì hay gì đó niêm nếm gì đó nhà nó cứng rồi á, thì cứ để nguyên nó, thì rồi cân nguyên cái búa nó, mình cân lên cái búa coi, ví dụ như lỡ nó mẻ phải không, gửi qua con trui thì khi đó cân đi, cân cái búa chứ để nói con cắt cái búa bỏ bớt thì nó nhẹ. Còn cô chú anh chị mình cứ cân cái búa đủ bao nhiêu thì gửi qua con, gửi qua con rồi xong xuôi rồi con sẽ trui nó còn y nguyên như cũ, không có cắt bỏ. Hoặc ở đây con tháp nó, con có cách ở đây con tháp tháp nguyên cái lưỡi luôn
đó, chừa cái lỗ tông lại. Thì có nhiều cái cách để con làm lắm đó. Thì thôi bây giờ tới đây cô chú anh chị mình ha, cũng được rồi ha. Tại vì hồi hôm lên, hôm qua lên clip, bữa nay lên clip, nay chủ nhật cũng tính nghỉ, mà thường thường chủ nhật con nghỉ, nhưng bữa nay làm đồ nó gấp thì cũng làm cho rồi luôn. Thì thôi bây giờ cái búa của anh Tâm, em Tâm rồi ha. Rồi ok, cảm ơn em Tâm nhiều. Rồi cái anh Đồng Nai này hôm làm rồi luôn, rồi lụm luôn, xé luôn đó. Rồi xong thì bây giờ ngày mai nữa để coi tiến hành tới cái gì đó. Phải rồi, ngày mai nữa cô chú anh chị ơi, ngày mai nữa phải làm cái dao, có quên nữa, cái lưỡi xà beng này mới ấy nè, cái lưỡi xà beng này cho cái anh Hoàng Sinh này ở Hà Nội nè, ở Phú Yên nè, để xin lỗi con làm trước nha anh Bình cũng thông cảm em ha, tại vì cái anh này anh đặt cũng lâu quá rồi, thì anh thông cảm anh hai hai ba cây lận. Ồ ảnh tới 3 cây dao luôn, quên nữa, ảnh 3 cây chứ không phải 2 cây. Ồ phải rồi, ba cây chứ không phải 2 cây. Vậy thôi anh công cảm đi ha, để cho em làm cái lưỡi xà beng này trước đi, rồi cái em làm lưỡi xà beng này trước, rồi cái hả tới anh ha, anh Bình. Rồi để em làm cho cái anh ở Phú Yên cái. Dạ rồi thôi giờ cũng xin xuống clip đây cô chú anh chị, mình làm hồi sáng giờ thì giờ nó 11:30 nè đó. Mà ý cái búa này mình có trổ hôm qua nữa đó nha, cho em kia mình có trổ rồi, chứ bằng không á là bây giờ làm tới giờ thôi ngồi chưa có gì, rồi là rồi một ngày cũng làm chắc được một cái à đó. Thôi bây giờ mưa sáng giờ quá tay, con cũng xin xuống clip đây cô chú anh chị chút xíu, con đi móc bả cán dù u lên, con nằm nghỉ con ăn nấu miếng cơm ăn cái xong cái con đi móc bả cái dù u, rồi cô có ấy thì con quay cô chú anh chị mình xem chơi. Rồi cây nó ai con ngâm hồi cơn bão số 9 tới nay nó cũng lâu rồi, nó tuột da hết rồi, bây giờ móc lên từ từ để cho nó khô, chứ cây này móc lên phơi không được, mình để trong nhà cho nó găm găm từ từ nó rút lại. Dạ thì thôi bây giờ con xin xuống clip đây cô chú anh chị mình ha, con chúc cô chú anh chị mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và gia đình mình luôn mạnh khỏe và bình an cô chú anh chị. Dạ thôi con xin xuống clip.